Cô chào các em, chào mừng các em đến với tiết ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa học kỳ 1 môn giáo dục công dân lớp 6. Đầu tiên là về giới hạn ôn tập, các em sẽ ôn trong 3 bài. Bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Bài 2, yêu thương con người. Và bài 3, siêng năng kiên trì. Về cấu trúc của một bài thi, các em ghi nhớ cho cô, phần đầu tiên sẽ là phần trắc nghiệm, có 12 câu tương ứng với 3 điểm. Phần thứ hai là phần tự luận, 3 câu tương ứng với 7 điểm. Bây giờ các em sẽ cùng nhớ lại kiến thức của 3 bài trong cái nội dung ôn tập của chúng ta nhé. Đầu tiên là bài 1, tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Các em phải hiểu được thế nào là tự hào về truyền thống gia đình dòng họ, hay nói cách khác đó là khái niệm. Thứ hai, các em phải hiểu được ý nghĩa của việc tự hào về truyền thống gia đình dòng họ. Cách rèn luyện. Bài số 2, yêu thương con người. Các em phải hiểu được thế nào là yêu thương con người, những biểu hiện của yêu thương con người và biểu hiện trái với yêu thương con người. Ý nghĩa của việc rèn luyện được đức tính yêu thương con người. Bài số 3, siêng năng kiên trì. Các em hiểu được siêng năng là gì, kiên trì là gì. Ý nghĩa của việc rèn luyện được đức tính siêng năng kiên trì. Cách rèn luyện. Bây giờ chúng ta sẽ thử làm một số bài tập để xem việc hiểu bài, nắm vững bài của chúng ta như thế nào nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ thử một số câu trắc nghiệm. Câu 1. Câu ca dao tục ngữ dưới đây có nội dung nói về truyền thống hiếu thảo trong gia đình. A. Có công mài sắt, có ngày nên kim. B. Đói lòng ăn hạt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. C. Nhất tự vi sư, bán tự vi sư. Và D. Vàng mây thì gió, đỏ mây thì mưa. Các em sẽ cùng suy nghĩ và lựa chọn câu trả lời chính xác nhất nhé. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Đói lòng ăn hạt chà là, để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng. Các em có câu trả lời trùng khớp với cô không nè? Câu 2. Minh luôn cố gắng học tập để xứng đáng với truyền thống hiếu học của gia đình, dòng họ mình. Việc làm của Minh cho thấy Minh là người A. Bảo thủ lạc hậu, B. Biết phát huy truyền thống gia đình dòng họ, C. Coi thường truyền thống gia đình, và D. Làm tổn hại truyền thống gia đình dòng họ. Và đáp án chính là câu B, biết phát huy truyền thống gia đình dòng họ. Câu 3. Biểu hiện của yêu thương con người. A. Nói xấu bạn bè. B. Sống vị tha, chân thành, biết tha thứ, hy sinh. C. Tìm cách hãm hại người khác. Và D. Chỉ làm điều có lợi cho bản thân. Và đáp án chính xác đó chính là câu B. Sống vị tha, chân thành, biết tha thứ, hy sinh. Câu 4. Hành vi nào dưới đây thể hiện lòng yêu thương con người? A. Giúp đỡ người khác vô tư, không mong sự trả ơn. B. Luôn bênh vực mọi người, kể cả kẻ xấu, kẻ ác. C. Giúp đỡ người khác để được hồi báo. Và D. Quan tâm giúp đỡ người đã giúp đỡ mình, còn người khác thì mặc kệ. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án A. Giúp đỡ người khác vô tư, không mong sự trả ơn. Câu 5. Hành động đưa người già sang đường thể hiện điều gì?
A. Đức tính chăm chỉ cần cù. B. Đức tính tiết kiệm. C. Tinh thần kỷ luật. Và D. Lòng yêu thương con người. Đáp án của chúng ta chính là câu D. Lòng yêu thương con người. Câu 6. Biểu hiện nào không phải của sự siêng năng kiên trì? A. Tự giác làm việc. B. Lười biếng, ỷ lại. C. Miệt mài làm việc. Và D. Quyết tâm làm đến cùng. Và đáp án của chúng ta chính là đáp án B. Lười biếng, ỷ lại các em nhé. Câu 7. Cách thức rèn luyện tính siêng năng kiên trì. A. Học tập chăm chỉ. B. Rèn luyện kỹ năng sống. C. Không ngừng hoàn thiện thái độ trước khó khăn, thử thách. D. Cả A, B, C đều đúng. Đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Cả A, B, C đều đúng. Câu 8. Ý kiến đúng về sự siêng năng kiên trì. A. Đây là đức tính cần thiết, quý báu. B. Những bạn có hoàn cảnh khó khăn thì mới cần có cái tính siêng năng kiên trì. C. Chỉ học sinh mới cần rèn luyện tính siêng năng kiên trì. Và đáp án chính xác của chúng ta chính là câu A. Đây là đức tính cần thiết và quý báu của tất cả mọi người. Câu 9. Câu ca dao: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn, nói về đức tính nào? A. Tinh thần đoàn kết. B. Đức tính tiết kiệm. C. Tinh thần yêu nước. Và D. Lòng yêu thương con người. Đáp án của chúng ta chính là đáp án D. Lòng yêu thương con người. Bây giờ chúng ta sẽ lấy giấy bút ra và chúng ta sẽ thử làm một số những cái câu hỏi tình huống mà cô đã đưa ra ở đây. Trong đây là có những cái câu hỏi tình huống cũng như là những cái câu hỏi vận dụng để chúng ta có thể liên hệ thực tế với bản thân mình các em nhé. Câu 1. Tại sao chúng ta cần rèn luyện tính siêng năng kiên trì? Và nêu hai việc làm thể hiện bản thân em đã có cái đức tính siêng năng kiên trì trong học tập hoặc là trong lao động. Đồng thời hãy viết cho cô hai câu ca dao tục ngữ nói về đức tính này. Câu hỏi số 2. Phát hiện giá trị của yêu thương được thể hiện qua thông điệp: Đủ nắng hoa hoa sẽ nở, đủ yêu thương hạnh phúc sẽ đong đầy. Câu số 3. Phát hiện giá trị của yêu thương thể hiện qua thông điệp: Người hạnh phúc nhất là người đem đến hạnh phúc cho nhiều người nhất. Câu số 4 là câu xử lý tình huống nhỏ. Ở đây cô đưa ra hai tình huống để cho chúng ta thử ứng xử nhé. Em đồng tình hay không đồng tình với hành động nào sau đây? Vì sao? Lan hào hứng tham gia hoạt động thiện nguyện cùng gia đình mỗi dịp cuối tuần. Hoa yêu thích dòng nhạc dân ca mà gia đình đang theo đuổi nên đã không ngừng luyện tập. Cô lưu ý này, khi các bạn giải thích vì sao thì các bạn sẽ liên hệ với nội dung bài học. Vậy thì điều đầu tiên khi đọc tình huống thì chúng ta sẽ xác định cho cô tình huống này liên quan tới nội dung bài học nào của chúng ta. Sau khi mà các bạn hoàn thành cái bài tập này thì tiết sau cô sẽ hướng dẫn và gợi ý cách giải nhé. Chúc các bạn ôn tập và thi thật tốt.